Alo mọi người, hôm nay mình làm về cái loại nước nhỏ mắt. Thì là đây là cái loại nước nhỏ mắt mà dành cho tất cả mọi người nhá, ai dùng được. Nói chung là mắt nó không có vấn đề hoặc là mắt mình bị cận thị ấy, mình bị khô mắt hoặc là kiểu là mắt mình mệt mỏi ấy, thì mình dùng được. Thì tại vì trước kia thì là mình dùng cái loại mà nó kiểu nó mát quá ấy. Mà nếu mà dùng lâu ấy thì mình lại cảm giác là nó bị khô mắt. Thì là mình đi mua thì người ta bảo là cái loại màu hồng này này, cái loại màu hồng này thì nó sẽ giữ mắt tốt hơn, tức là giữ ẩm mắt tốt hơn ý, là cái loại mát kinh khủng kia. Thì là mình thấy thì công nhận là nó cũng có tác dụng, hình như là tác dụng hơn ý. Thì mình thấy mình bôi bôi nhưng mà mình kiểu mình nhỏ nhưng mà mình cũng không thấy nó bị ấy, bị khô mắt quá ý. Thì đây là cũng của Nhật Bản nha mọi người, đây đều là của Nhật Bản hết. Thì trước mình mua cũng là của Nhật Bản ấy. Thế nhưng mà mình thấy cái này nó rất là tốt, nhỏ nó không có bị khô mắt mà nó đề là vitamin B12. Đằng sau nó cũng có bổ sung vitamin B6 này, thành phần cũng khá là ok. Thì nếu mà ai mà ở Đài Loan thì mọi người ra tiệm thuốc mua, mọi người ra tiệm thuốc mua cũng được hoặc là ra Kang Sư Mẹ mua cũng được, nói chung khỏi bị đặt hàng ở trên mạng làm gì. Mình đi ra tiệm thuốc mua gần nhà là có. Nó cũng không quá đắt đâu nha, nó chỉ có hơn 100 đồng một lọ thôi.